Ơi chào các bạn, thì nhóm của Lúa đang đi về quê, rồi anh Sửa với gia đình về nhà Lúa chơi luôn. Rồi mình về quê nha các bạn, tạm biệt Bình Dương nha các bạn. Rồi tạm biệt Lúa luôn nha. căng tạm biệt Lúa căng ạ. Rồi bắt đầu xuất phát nha các bạn. Miền Tây thẳng tiến các bạn ơi, về nhà thôi. Hổng về đi, hổng về rồi, nhớ nhà quá, nhớ quê hương quá, nhớ mấy con chuột quá. Cái nhà gì đẹp dữ thần vậy, ngay chân này ha, ngay chân cái đường ha. Thôi ơi, cái nhà thờ ha các bạn ơi, cực kỳ đẹp luôn. Chạy đi không kêu không nói gì. Chạy đi, cái dòng xoay đây lên vàng á, về trước kìa. Đây công viên Phú Cường các bạn. Chung lượng ngồi yếu treo quá. Lúa lại quay cái nhà thờ các bạn, hết hồn đẹp. Lắm lớn các bạn ơi. Đây là ngay chú chú. Cái này là ngay chân trung tâm thành phố Bình Dương nha chú. Chú ơi, ở đây là ngay chân trung tâm thành phố luôn hả chú? Phải. Ở đây là ở đâu ạ? Chợ Bình Dương hả? Nhà thờ là tên gì chú? Phú Cường. Phú Cường hả? Đây nhà thờ Phú Cường các bạn. Rất xinh đẹp nè. Ông ra 3-4 mẫu ông bên đó nè.
bỏ dữ lắm các bạn, đây lúa quay các bạn coi nè, uống cho mổ luôn, hết hồn cái cây rồi. Đây là lúa quay cho các bạn thấy nha, cái cây phía bên đây phải không? Ừ. Đủ 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 mang được không? 5 mẫu. Trời ơi, ông nào ông lấy thì các bạn ơi, thôi thôi lự cho luôn. Lự lắm nhẹ anh Tú ơi, không phải 5 mẫu gì. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười mấy ổ mày. Mày lại đâu rồi, mười mấy ổ. Đâu qua. Nè nè nè, coi nè, coi nè. Đấy, trời. Này, này. Này bự nè, ổ này bự nè. Cái ổ này mới giữ nè, cục mật nè. Hết hồn. Nhìn cái này là tới bên đâu xong. Con này vô ống nhòm luôn. Ống nhòm mà anh Thảo ảnh mới cho nhóm. Có sức đẹp không? Đây là Bình Dương. Đây là cầu Phú Cường nha các bạn. Đây các bạn, cái thờ nãy mình ở đây nè. Ông đó là Tú. Mấy con ông nãy bên này nè các bạn. Một cây mà mười mấy ổ luôn các bạn. Ừ, đây đó. Cái thờ đẹp ghê không? Cái thờ Phú Cường. Rồi, có hơi nước rồi, lúc nào đó cũng tận sông ha. Ờ, nó hút bà các bạn đàm chà mấy nè. Đàm vàng. Cặp cặp mấy xong rồi thấy không có nữa. Rồi, tạm biệt Bình Dương nha các bạn. Hẹn ngày gặp lại. Là địa phận của thành phố rồi. Đây là Củ Chi. Thôi tạm biệt Bình Dương. Tạm biệt các bạn. Phải có thời gian lúa ở đây chơi vài bữa nữa. Ở đây đẹp quá nhưng mà không có thời gian. Chào tất cả các bạn ở Bình Dương nha. Quá trời lúa.
ghê hồn. Đầu mình không cửa ra Túc. Con trọng nó đều đáng. Chắc là vô cao quá, thấy cô bé là con bay cho nó mặt lắm. Cũng lực là mặt. Đâu nào? Đó, đâu nào Túc rồi. Chợ lớp tháp 10 ghé ăn cơm miên tháp 10 rồi bắt đầu xuất phát các bạn, mọi người đang đợi mình ở bên kia kìa. Rồi tới Cao Lãnh rồi các bạn ơi, mới vừa qua bản Chào, trời đó chuyện mưa quá trời, nãy giờ mưa mấy cây rồi, chớm lúa ướt nhẹp hết rồi. Giờ chút xíu nữa mình sẽ tới mà. 20 cây nữa tới nhà mình nha. Chữ nắm cây mưa này các bạn ơi. Để coi chút chân rồi các bạn ơi. Đây mạnh lắm luôn. Trời mưa, không biết cái trời bên còn không, các bạn ở đây gió bãi trong đó chết luôn. Thì nhóm lúa tới Hòa Cao Lãnh này các bạn. Đang chạy xuống Hòa đây. Hồi nãy mặt mưa, cuối này không có mưa. Đó thì đây bắt mưa hai lần rồi các bạn. Thế nào nó quá bự. Lúc này không có hôm mưa nào hết á. Ừ. Ơi đừng ém hàng, đừng ém hàng. Đi trước luôn. Không có ém gì đâu, hát thì trời ém. Chưa. Đây đang xuống Hòa Cao Lãnh đây các bạn. Sở hữu hả? Đúng rồi. Đó rồi. Cái cầu làm gần rồi đó nghe các bạn. Bên góc bên mình làm rồi. Rồi còn chút xíu nó xong rồi kìa anh Túc. Rồi có khoảng giữa chút xíu nó xong rồi. Nhóm xuất phát từ 3 giờ khuya bữa thứ sáng thứ bảy, bữa nay là 12 giờ trưa sáng thứ hai. Rồi xong rồi các bạn, chút xíu nữa xong rồi, hết hồn sắc luôn trời. Nhóc giờ nè, thấy dân làm đây. Còn có nhịp giữa đó là cho tôi làm ngang đó là gọi đó. Dài dài
dữ lắm chuột. Nước lớn mấy năm rồi nước không có ngập, năm nay nước ngập một cái là chuột dữ lắm, chuột chuột dữ rắn. Cầu đang sửa nè. Cái cầu đang sửa nè. Đó, đây là chợ đất sét nè các bạn.
giờ chút xíu nữa tới Tùng Sơn, chợ Tùng Sơn. Rồi các bạn, cái này tới chợ Tùng Sơn. Đây, tới các bạn chợ Tùng Sơn đây. Đây các bạn. Rồi, Tùng Sơn lên nhà lúa cũng cây giữ luôn luôn. Ba cây. Ba cây hả? Mình nhớ gần lắm mình ta. Đi vô tới nhà mình luôn á, đi vô tới nhà mình luôn là 6 cây. 6 cây hả? 6 cây mấy? Thì nó cây giữ không chịu. Rồi cái tàu vô nhà mình 5 cây. Ờ. Cây giữ à. Lên tới cái tàu cây mấy? Ừ. Vô nhà mình 5 cây nữa. Ừ, là 6 cây mấy. Vui quá trời luôn các bạn ơi, thật sự mấy anh ở trên Sài Gòn đón tiếp nhóm của lúa thôi rồi luôn thì không ngờ luôn á, thật sự là nhóm của lúa không ngờ luôn, mấy anh tiếp đãi mà tới nỗi mà nhóm của lúa một ngày luôn á, mắc cỡ luôn, giống còn hơn anh em ruột nữa. Bây giờ tới chợ cái tàu rồi nè. Đây đây các bạn. À, mình tới chợ cầu cái tàu rồi nè. Thì ở bên kia cầu là bên An Giang, còn bên đây là Đồng Tháp. Các bạn thấy có cái cầu cái xăng luôn rồi. Rồi mình quẹo vô cái đường này. Quẹo vô đường này là có số điện thoại của lúa thì cứ điện cho lúa. Cách nhà lúa khoảng 5 cây á. Các bạn điện cho lúa thì lúa ra lúa nước. Rồi mình đi vô nha các bạn, làm sửa là chạy vô nè, rồi đi. Về thôi, sắp sửa tới nhà rồi. Rồi các bạn ơi, còn chút xíu thôi tới nhà rồi. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang dồn dàng. Qua nhịp cầu kè, qua mấy con rơi tâm tình quê hương. Thấy gớm không? Thấy không, thấy không? Thấy không các bạn? Tới nhà rồi các bạn ơi! Ướt mái luôn! Quá dữ luôn! Vâng! Rồi các bạn ơi, về tới nhà rồi. Chuyến đi Sài Gòn của nhóm lúa đã xong. Rồi hai lúa đã trở về nhà các bạn ơi. Rồi bữa nay anh sửa ghé chạy chơi luôn. Từ An Giang đánh ra Bình Dương, rồi từ Bình Dương đánh về An Giang. Đánh vòng quá xa. Anh Tú là nào nói cái chuyến đi của mình rồi anh Tú. Chào các bạn ạ. Thật sự là chuyến đi mấy ngày hôm nay là quá trời vui đi. Cuộc đời của Tú với Ba Sông là thấy là trẻ nữa rồi đó. Anh Tú Ba Sông thì vui mà mấy chỗ ở đây nó buồn. Mấy chỗ ở đây nó buồn lắm rồi các bạn. Mai là tới ngày chết nữa rồi đó. Yên mai. Anh em về tới đây cũng mừng dữ lắm, mừng đi mấy bữa cũng nhớ nhà quá, về được đây cũng mừng. Tự là đi lên vòng vòng Sài Gòn Bình Dương, mà mới tới Sài Gòn Bình Dương mà anh em quá trời quý mến luôn, nhớ hoài á, không quên á. Bữa nay mình Tú xin mời mấy anh trên kênh một ly nha. Vô chổng chơi hả? Mời anh chú trước đây, chú lớn là chú trước đây, chú lấy mũ quyền cái vô mũ đi hỏi mẹ. Vô mấy anh ơi, mời anh Thảo. Anh Thảo
Em về tới dưới quê rồi đó, anh giữ gìn sức khỏe đi. Rồi bữa 15 tây tụi em lên chảnh là nếu anh coi mấy anh em như là em ruột thì xin phép cho mấy anh em chở anh về đây chơi luôn, chở bình oxy anh về luôn. Cá lóc nướng nè Tấn ơi, cá lóc nướng trôi, uống dùm Tấn ly luôn nha. 15 gặp lại anh Tấn ơi. Anh chốn có khỏi rồi anh Tấn ơi. Nốt cái nhẹm luôn á nha. Này là cá lóc đồng nha các bạn. Ba xong, đi xong rồi về có lời nào muốn nói với mấy bạn không? Mời anh ba, anh ba. Vô đi. Bánh chén đó, bánh chén đó, cuốn vô. Thì bữa nay mình ăn với lòng bò, luộc xả. Thì cá lóc nướng chui. Bánh mà anh hốt qua nữa. Bánh xèo. Ngon quá là ngon. Nãy bữa nay hồi trưa về thì ăn cá linh ăn chấm rồi. Có cá linh non rồi đó các bạn. Nếu các bạn nào mà thích ăn cá linh thì về chơi với nhóm nha. Có cá linh non rồi. Cá linh non thì không có nào thiếu cái này nha các bạn. Bông điên điển nè. Hồi tối thì ở trên Bình Dương, còn bây giờ thì ở An Giang. Này biết không, tối đi bắt ong mà lúc 12 giờ mà mấy anh em kéo nhau đi bắt ong mới ghê chứ. Không nhớ đó là Tú không đi, Tú nhà ngủ. Quấn quất cái tay lúa sưng chù vụ. Sao các bạn từ miền Tây lên miền Đông bị ong quýnh rồi có cảm nhận thế nào các bạn? Vui lắm anh Bảy ơi. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn fan đến cà phê cùng nhóm. Cảm ơn anh Thiện. Cảm ơn anh Bình. Cảm ơn anh Tài. Thật sự cảm ơn mọi người. Cảm ơn Giang luôn nha. Cảm ơn chị Tina. Cảm ơn chị Thi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón tiếp nhóm Hoài Lúa. Còn anh Bảy nữa. Bình Dương. Bảy gì đó. Thôi mình xin mời các bạn. Cảm ơn các bạn. Anh Bảy Quân ly coi. Nè anh Bảy nè, anh Bảy em quất một cái nè, cái quận xịn nè nha anh Bảy. Tụi em về nè anh Hùng ơi, anh Ba ơi. Anh Thảo, anh Hùng. Tụi em về quê rồi. Mấy ngày nay không có đăng clip được. Mọi người thông cảm nha. Anh Kỳ nữa, trời anh Kỳ nữa. Anh Kỳ sao không điện về cho nhóm tụi em mình cho hả? Mình Tú nhắc anh Kỳ, anh Kỳ. Có giận hờn gì không, không điện về cho tụi em cho hai anh em mình cái rồi. Anh Ba nữa. Anh Ba ở bên kia á. Anh Ba Hùng. Rồi chúc cô Thanh thật nhiều sức khỏe luôn nha cô Thanh. Em mời chị Thanh một ly nha chị Thanh. Có hai người tên Thanh nha các bạn. Nói chung là hết hai người luôn đi. Nói chung là lúa chưa uống ly nào đó. Cứ quay quay nữa đi lúa. Cháu ấy Hương nha ấy. Uống đi. Lúa đi mày còn dễ mập cho. Lên 5kg đó các bạn. Ăn xạo quá. Ăn gì anh gấp ra. Uống đi. Ai lúa mời tất cả mọi người nha. Uống nguyên ly luôn. Mời tất cả mọi người. Mời cô chú trên xem YouTube. Cháo húp vô miếng chú rồi. Cháo không được chú. Còn cháo nữa, còn món cháo nữa. Cắp miếng nạc con cá mình đó. Chú không ăn bò, chú ăn cháo. Mọi người cái húp cái này là ấy là tỉnh nè. Cũng như chị. Anh nhanh nhanh múc cho hai miếng nước húp nha. Cái này xương. Cái này là xương. Húp miếng nước húp tỉnh liền. Cái gì Khải? Ôi cái gì? Ly. Nào. Hai thằng nó ngồi chút chút coi làm gì mà ngồi xa xa quá vậy hoài. Đúng rồi, bữa nay nhóm con lúa cũng rất là mệt. Bây giờ con mắt con lúa nó nổi sao tùm lum vậy. Cái đầu thanh gian thì nó bốc khói nha các bạn. Mở ba xong nhận luôn. Còn rau anh Tú rụng muốn hết rồi đó. Không, còn em thì bình thường em ít nhậu, nên em ít nhậu nữa. Thôi hai anh em mình cái lúa ơi. Anh Giang này đau họng. Chuyến đi này quá vui lúa ơi. Chắc có lẽ về bơm đi nữa nghe lúa. Bò anh Giang hì hì luôn á, lỡ tỉnh luôn á. Bò
Ai kêu hồi đó giờ ta, ai kêu hồi đó giờ người ta không đi anh sửa nó nói chuyện với anh Tấn không à, con muốn nói chuyện với ai nữa không? Hết rồi. Rồi còn anh em nào hồi nãy ở Lái Thiêu Bình Dương á, ở cây xăng số 4 á. Nãy tên gì anh Tâm, anh Tâm. Anh Tâm. Có dịp nào Tâm về đây chơi vui lắm. Cái gì không bao chứ chuột cà bao á. Rồi nhóm Hai Lúa chào các bạn nha, chúc tất cả các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Rồi chào các bạn.